What here? Yeah. Okay. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah, abri. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog cuộc sống ở Châu Phi. Đấy, như mọi người biết đấy, đây là gia đình của anh chị là bố mẹ nuôi của em Joao. Thì mình cũng có xây một ngôi nhà đấy, đã hoàn thành bên này là mọi người. Thì hôm nay là làm một cái bữa tiệc tấn giá nhỏ nhỏ cho mọi người, cùng vui là cả dân bản đấy. Thì bây giờ là buổi sáng thôi, là cái khâu chuẩn bị đồ thôi, còn người dân với khách mời cũng như là bác trưởng thôn thì là chưa đến đâu, khách mời thì để đến sau. Đấy, qua đấy là tất cả là gia đình anh em thôi. Ya, ya visa tu đúng đấy, mai về lưu tu ta mẹ nhé. Ya, rồi coi đi ta được vòng senta, con mẹ đấy. Agora tira tu coi giấy, vamos cozinha. Ya, tira, tira. Đấy, như mình cũng đã nói với anh đấy thôi, là mời tất cả mọi người thì cũng đã mời, nhưng mà giờ này là chỉ có mình và người nhà gia đình thôi, là để chuẩn bị nấu đồ ăn đấy. Hôm qua đã chuẩn bị rồi đấy, củi lửa đây, cả tất cả xong nồi đấy cũng đã chuẩn bị đó mọi người. Thì bây giờ là buổi sáng mình đem đồ ăn vào, thì bây giờ là để mọi người nấu rồi là xong, rồi là buổi chiều đấy, buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều thì khách mời đến. Nói chung là lúc nào khách mời đến nóng đủ thì sẽ bắt đầu là bữa tiệc tán giá. Đấy. Đấy, bây giờ là depois quando visita veio, né? Tem mete mesmo bonito. Đấy, bây giờ là công đoàn là chuẩn bị nấu ăn nên là từ từ từ. Đấy, lúc nào khách khứa đến sẽ mặc đồ đẹp vào mọi người. Đấy, dạ mete tudo aí. Dạ vamos cozinha. Đấy mọi người, đấy, trẻ em rồi đến đây thôi. Đấy thôi. Đấy, con nhà bên kia xong rồi tí nữa sẽ có khách mời đến, là sẽ bắt đầu là đi cùng khách mời đấy, cũng như là bác trưởng thôn rồi sẽ quay luôn cho mọi người xem. Đấy, thì nói chung là ngôi nhà thì cũng bình thường đấy, chẳng có gì xem như hôm trước thì cùng mọi người xem đấy, cũng sắp xếp được một ít bàn ghế đấy rồi, rồi là cũng như là loa đài cũng là chuẩn bị bên này rồi. Đấy, thì tí nữa sẽ bữa tiệc là sẽ không thể thiếu âm nhạc mọi người. Đấy là sẽ cái này sẽ sáu, khi nào các vị khách đến thì sẽ bắt đầu là làm sáu. Đấy, còn bây giờ cứ để mọi người là chuẩn bị nấu đồ ăn. Dạ, tu đồ repara ra, com sa ra cozinha ya. Dạ, cozinha tudo aí. Depois vou reparar mais mesa. Hoje quando visita veio amo, começar a festa. Para casa novo. Sim, sim, muito obrigado. Thôi bây giờ để cho mọi người bắt đầu nấu thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi một tí công việc nữa, cùng sắp xếp mua thêm một ít đồ thiếu gì. Dạ, có mấy size giả nhá. Thiếu gì mình sẽ mua. Đấy. Đấy mọi người, đấy đồ ăn cũng là nấu chín xong xuôi tất cả rồi đấy. Mình là mua những cái đĩa này rất là nhiều đấy. Đồ ăn này nấu đây cả đấy. À, tu ra ta pronto né. Tao này abri cái về. Đấy mọi người, đấy đấy thì là bột ngô này. Đấy, còn bên này này, cá này. À, rất là ngon này. À, đấy, ở đây, đấy cùng con đây rất là nhiều đĩa nữa. Đây ta lava, ra lava đấy. Vì con rất là nhiều các em nhỏ mà. Đây, đây là mì ý này, đây là cơm này, à cái abri. Arroz. Ai masa có vui. À đấy, mì rất nhiều. Và bây giờ là khách đã đến bên này rồi, bây giờ để mọi người bên này. Yeah, có một bó đồ repara ra ya. Uru, Linda ra về. Đấy, bên này thì đã chuẩn bị ba nên vậy, cũng như khách khứa thì đứng bên này vì cũng gió là nặng quá mọi người nên là đứng ở trong bóng cây. Đấy, cũng như bác trưởng thôn ấy. Yeah. Tudo cliente já veio, né? Agora aí vê como quem aí, vão sentar na mesa. Đấy, đấy là bác trưởng thôn mọi người. Đấy. Đấy, cái dạng đựng vần như ngày xưa này. Đấy. Thế quan trọng nhất để quên. Ừ. Ok, rồi, chào bạn, mình tên Đông vào đủ. Đấy, đi chơi bị đền lắm á. Mình làm cái cửa chờ thiệp thật. Vào mừng cái đó. Cà bí một đấy. Cà bí, làm. Kìa. Đúng đây em này. Đúng đây. Nguyên thủ. Ah, sim, sim. Cara, bem bonito. Sim, sim. Sim. Tá bonito, tá bonito. Bano. Sim, bano. Bano. Bano vai aqui agora, ajuda aí. Felipe, agora novo. Ah, ok. Tá bem. Mừng đi. Mừng cho anh chị em. Ok các bạn. Ok các bạn thì nhà này cũng là Kaka cũng đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng rồi và hôm nay cũng đã hoàn thành rất là đẹp rồi. Thì anh em mình đến là mừng cho anh chị ấy về nhà mới. Đúng là anh Đống cùng bần quá, bận quá, dám đi làm về. Thấy toàn anh Đống là toàn nấu trài đấy, cùng chơi anh Đống đến thì để mọi người bắt đầu là bữa tiệc. Thì cũng vừa nấu đồ ăn xong đấy. Bây giờ là để mời những người vị khách quý cũng bác trưởng đó là ngồi vào bàn, còn như trẻ em thì là mong mọi người cũng thông cảm là không đầy đủ được bàn ghế đấy. Không bàn ghế đấy, những người chính thôi. Yeah, vậy agora vamos avisar cliente. Vamos sentar. Agora primeiro mais velho, tá bem? Nắng ơi. Thôi nắng bình thường thôi chứ. Mãi ta sẽ vào ăn miếng này về chứ. Quên tắt cả ô tô luôn. Yeah. Criança, vai comer. Hả? Massage Kung Fu bà bây nhé. Tên Farango. Các ca sẽ còn đang Farango là mọi người thông cảm là bàn ghế là không được đầy đủ nên là những người già lớn tuổi sẽ ngồi ở đấy. Yeah. Đồ ăn là nấu vốn vài đấy đấy. Bây giờ là để múc ra là để lấy một cái bàn. Và bàn xoa với Avara chúng ta đây này. Gabi, tôi muốn với Azuda cắt ra nhà. Ê, musica, musica, bật nhạc lên thôi. Yeah. Vai ter barato aqui. Nhà đẹp ơi. Nhà đẹp ơi, thăm nhà cái. Thăm nhà đi đó. Đã biết ơi. Biết là mê giá kì đất này thì biết là kê biết à. Mê giá. Đã biết là Onde ela jogou? Tôm bông ngô nướng ngay thôi. Ngô đi ra thôi, ngô đi ra thôi. grande casa. Sí. Véanlo, muy bueno esto. Sí, muy bonito. Làm đĩa chứ? À, vừa mới ăn xong rồi đến ấy thì mừng cho anh chị tí thôi. Ừ. Ăn, để mọi người ăn uống tự nhiên. Các em mình kìa. Đấy, nói chung là đến đó là đông mà đồ ăn nấu rất là nhiều mọi người. Mọi người cũng thấy là ăn thoải mái, chỉ có mỗi tôi là bàn ghế không được đầy đủ thôi. Ở cái tạm thời này ban ghế thì để những khách như kiểu ở nhà Việt Nam mình đấy, đánh giá như những khách nhỏ, những người đại diện đấy, đúng rồi, đang ngồi vào mắm. Mấy anh kia bà ra ngồi luôn bậc ở cửa nhà luôn thì có bậc kì, các em nhỏ bảo ngồi bậc đấy mọi người. Asija tên tu đùn đấy. À. À, depois arroz con carne. À, bây giờ là ăn một lần được là ăn bột ngô với cá, lần thứ hai mới ăn cơm với thịt. Ăn hai lần. Ya ta tu rồi đấy. Ok, pai, vamos falar como vamos tirar prato. Ya, agora que vamos falar como hoje dia fazer festa de casa nova. Sim. Ya. Hoje é festa de casa nova, nossa casa. Eu estou muito feliz, alegre, alegria até demais. Tivemos na missão 23 anos, agora viemos aqui na nossa aldeia com uma casa bem bonita. Alegria demais! Yeah. Yeah, bora comer. Yeah, hoje festa de casa nova aqui. Yeah. Yeah, barbecue, yeah. À, tôi đấy đi ra kia sao? Nhưng mọi người xung quanh sẽ vào ngồi đầy đủ mọi người. Vì đồ ăn đây rất nhiều này. Đồ ăn đây thì phải hai bàn ăn đấy. Hai bàn ăn nhiều, quá nhiều luôn đấy. À, cái đội ngoài bà ra từng người một vào lấy đi. À, vào lấy. Opay. Gabi, fala outro aí, vamos receber prato, vamos comer. É, tudo aí. Ok. Là sẽ bế Gabi này, sẽ bế ra bên kia vì ở đây nặng quá. Đúng rồi. Thế để bên gốc cây, đúng rồi. Ngồi gốc cây được trong nó mát. Lấy cho mọi người. Ai tu đùn vào cái bao cái đàn này. Ăn mày. Nên vào tu đùn. Sì. Sì, nên vào tu đùn. Muita gente. Muita gente. Quando ele pega o menino. Eu acho que não foi dia. Oh, tá bom. Daqui não, já matou o que foi, mãe. Chắc bè bà nó ta kén thì ngon tuyệt vời. Sao vậy? Vậy vậy. Chơi, tuyệt à, đếm đi. Miết à? Ấy kì. Hả? Ấy kì. Rất tiết hơn. Tiết hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lần lượt như vậy ăn cả ấy là ăn phải hợp với bột ngô đấy, vì người dân là chúng là từ biết như thế nào đấy thì mình cũng không rõ đấy, đấy. Do các đầu bếp bản mọi người là bố trí là ăn như thế nào, những cái gì ăn với cái gì là nó hợp lý đấy. Cá ăn với bột ngô đấy, bột ngô với cá, cơm với mấy đùi gà ăn với cơm đã mùi tu quy à đấy. Đấy bây giờ đến là cơm này đấy, các đầu bếp của bản cũng rất là con mẹ mày nha, bố được con mẹ. Đấy. Còn bây giờ cứ để cho mọi người tự nhiên này. Đấy, ăn bao nhiêu thì vẫn còn đây, còn nhiều mà. Vì còn rất là nhiều những cái nồi, những cái nồi của bộ đội thế này đó. Đấy, nhiều lắm. Tha hồ. Tao dặn bảo anh ấy, bảo mọi người ai ăn nữa thì đến cái đấy tự nhiên thôi. Đúng rồi. Ăn hết đi. Dặn thôi mà. Dặn đi.